언니 오늘 파티에 올 거예요? Hôm nay chị có đến bữa tiệc không? 아니, 나 오늘 바빠. Không, hôm nay chị bận rồi. 왜 바빠요? Tại sao chị bận? 나 출장 왔어. Chị đi công tác. 어디로 출장 갔어요? Chị đi công tác ở đâu? 중국 왔어. Chị đến Trung Quốc. 언제 갔어요? Chị đi khi nào? 지난주부터 왔지? Chị đến từ tuần trước. 그럼 언제 돌아와요? Vậy khi nào chị về? 다음 주에 돌아갈 거야. Tuần sau chị về. Hôm nay chị có đến bữa tiệc không? Không, hôm nay chị bận rồi. Tại sao chị bận? Chị đi công tác. Chị đi công tác ở đâu? Chị đến Trung Quốc. Chị đi khi nào? Chị đến từ tuần trước. Vậy khi nào chị về? Tuần sau chị về. 여보세요? 지훈아. Alo, Jihoon à. 응, 무슨 일이야? Ừ, có chuyện gì thế?너 어디야? Cậu đang ở đâu?나 카페에 있어. Tớ ở quán cà phê.카페? 어디 카페야? Quán cà phê. Quán cà phê ở đâu? 우리 집 근처에 있는 카페야. Quán cà phê ở gần nhà tớ. Cậu tu về. Tại sao cậu lại ở đó? Ta 여기서 공부해. Tớ học ở đây. 무슨 말이야? Cậu nói gì?
오늘 우리 만나기로 했잖아. Hôm nay chúng ta có hẹn mà. Alo, chị Hun à? Ừ, có chuyện gì thế? Cậu đang ở đâu? Tớ ở quán cà phê. Quán cà phê? Quán cà phê ở đâu? Quán cà phê ở gần nhà tớ. Tại sao cậu lại ở đó? Tớ học ở đây. Cậu nói gì? Hôm nay chúng ta có hẹn mà.